Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một chiếc máy cuốn giấy của hãng Godet, có model đó là Godet T10. Mục đích của chiếc máy cuốn giấy này nó có thể là cuốn những cái cuộn nhạc đề cao sau khi mình vừa in ra, hoặc là cuộn nhạc rubang satin thành nhạc cuốn. Nó tiện lợi cho mình trong cái việc đó là cuốn lại để mình có thể là cất giữ và lưu trữ nó được gọn gàng hơn khi mà mình chưa sử dụng đến. Thì mọi người hãy cùng em khám phá chiếc máy này. Thì đây là chiếc máy cuốn giấy mà em muốn giới thiệu với mọi người, có model đó là Godet T10 nha. Thì mọi người có thể là nhìn sơ qua về cái hình dáng bên ngoài của chiếc máy ha, nhìn nó khá là vững chắc này. Mình nhìn nè, đây cầm lên đây, cái trọng lượng của nó là 5 kg nha mọi người. Đây mình có thể là nhìn qua thì nó sẽ gồm những cái bộ phận, một đó là cái đế này, cái bàn dưới này, hai là cái bên đây là cái động cơ của máy này, ba đó là cái gác giấy. Thì cái gác giấy này có cái độ rộng của nó đó là 4,72 inch, thì thành ra là mình có thể cuốn cái giấy nó có cái chiều rộng như vậy ha, 4,72 inch nha mọi người, nó rộng là tầm 4,72 inch. Và luôn cái trục gác giấy này nó cũng có thể là chứa được cái cuộn giấy mà nặng 5 kg nhá. 5 kg thì nó không bị đổ, không bị vấn đề gì hết, thì đó là nó có thể là giữ được cái cuộn giấy 5 kg nhá mọi người. Đây mọi người có thể xem thì cái này khá là tiện lợi, tùy theo cái kích thước giấy của mình lớn hay nhỏ thì mình có thể là điều chỉnh cái bản lề này cho nó khớp để mình có thể là giữ được cái cuộn giấy, giữ được cái giấy nó nằm trong cái vị trí đó để nó không phải bị cuốn lệch hay là cuốn sao hết đâu. Đó, mình gắn vô xong mình khoa lại. Ở đây nó có thêm cái nẹp ở đây nha, để mình rút ra sau khi mình cuốn xong mình rút ra ha. Ở phía bên trong này mình có thể để cái lọ giấy vào bên trong. Thì cái lọ giấy thì cái phụ kiện của cái này đi kèm thì nó có thể nó có nhiều cái lọ giấy khác nhau. Ví dụ như những cái lọ giấy của mình lớn á, có một số kích thước cái lọ giấy khác nhau, 1.5 inch này, hoặc là cái kích thước lớn hơn nữa là 3 inch, thì mình có thể là sử dụng những cái lọ giấy có kích thước khác nhau để sử dụng với chiếc máy này ha. Mục đích của những cái này thì để nó để khớp với lại cái lọ giấy của mình. Thì thường thường nó lọ giấy nó cũng có một số cái lọ thông dụng thôi. Đấy, cái này là 3 inch đó, thì mình sẽ gắn vào trong này để cái lọ giấy phía ngoài này để mục đích nó giữ lại cái lọ giấy nó không bị chảy ha. Nó khá là tiện lợi, phụ kiện như kèm. Rồi bên trong nó cũng có thêm một cái quyển sổ hướng dẫn, nên thành ra là mọi người khỏi phải lo là cái quá trình sử dụng như thế nào ha, lắp vào như thế nào này, đó là khóa chốt thế nào. Bên trong này nó có hướng dẫn kỹ càng cho mình ha, cái chiều giấy như thế nào là hợp lý này đó. Rồi tiếp theo mọi người có thể xem ha, ở đây nó sẽ có, đây là nút công tắc nguồn này ha, jack cắm nguồn 24V vào. Còn đây có một cái đặc biệt, nó có thể là cuốn xuôi hoặc cuốn ngược theo outside hoặc inside ha. Mình có thể là bật cái công tắc này để cho nó cuốn cho nó phù hợp. Rồi mọi người đi tiếp vào một trí ở phía bên hông thì nó ở đây nó có một cái núm vặn. Mục đích cái này đây nó có thể điều chỉnh được cái tốc độ quay của chiếc máy cuốn giấy này. Cái tốc độ của nó dao động từ 2 inch đến 15 inch. 15 inch là tốc độ khá là nhanh nha mọi người. Đó, chậm nhất của nó là 2 inch. Đó, thì đó là một số cái số. Rồi, em giới thiệu thêm một cái dưới này, nó có cái cần gạt. Đây mọi người có thể thấy cái cần gạt đúng không? Đây là cái cần cảm biến của chiếc máy. Mục đích của nó là khi mà có giấy ra thì cái cần gạt này nó sẽ trùng xuống thì cái máy nó sẽ quay. Còn khi mà hết giấy hoặc là máy in không in nữa thì nó sẽ căng cái cần gạt này lên thì cái máy cuốn giấy này nó không cuốn nữa. Mục đích của nó như vậy thì nó có thể là khi không có giấy hoặc là giấy không, máy không in ra nữa thì nó sẽ không cuốn, để không ảnh hưởng gì tới chiếc máy in cả. Rất là tiện lợi, nó có thể nhận biết được lúc nào có giấy thì cuốn, không có giấy thì sẽ không cuốn nữa. Đó, rất là hay ha. Và chiếc máy này nó hoạt động độc lập nên mình có thể là sử dụng với rất nhiều loại máy in khác nhau để mà cuốn ha, không nhất thiết là phải kết nối hoặc là kết hợp với bất kỳ chiếc máy nào. Thì hiện tại em đang sử dụng nó với chiếc máy Rin 4012 PLM cộng của Nhật Bản ha. Thì em sẽ tiến hành mọi người xem sơ qua ha. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in thử để cho mọi người xem cái cách mà nó cuốn như thế nào, để mọi người cùng tiếp theo dõi em ạ. Đây em sẽ in thử cho mọi người xem ha. Thì đầu tiên em sẽ in thử với cái tốc độ chậm cho mọi người xem. Đó mọi người thấy không, giấy nó vừa ra mà trùng xuống thì nó sẽ tự động quay, nó sẽ tự động in à. Nó sẽ tự động in, mọi người thấy không? À, khá là hay ha, nguyên lý khá là hay. À, khi mà in ra chưa đủ hoặc là căng cái cần gạt cảm biến này lên thì nó sẽ ngưng không in nữa. Đó. Thế ra là lúc nó biết lúc nào hết giấy để nó in, dựa vào trên cái cần gạt cảm biến này nó sẽ biết được.
Nếu như mà mình sử dụng cái đề can này mà in ra xong lột dán liền thì không có, nhưng mà mình sử dụng cái này mà in ra một loạt xong rồi mình đem về xưởng hoặc là mang đi nơi nào đó để dán thì chiếc máy này rất tiện lợi. Đây, mọi người có thể xem ha. Thì em cũng giới thiệu sơ qua, mọi người có thể xem về cái khả năng in của chiếc máy Zin 4012. Đây, mã vần 1D 2D, những biểu tượng ký hiệu ha, chữ rất là sắc nét, rất là tuyệt vời đây nha. Thì bây giờ em sẽ tiến hành là thử tăng cái tốc độ in của chiếc máy này lên để xem cái chiếc máy này nó sẽ cuốn như thế nào ha. Đây, tăng lên luôn nha mọi người. Đây. Này, em in là 40mm/giây ha, giờ em tăng lên là 100mm/giây. Hơn đúc bộ ha. Rồi, em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem ha. Bây giờ em sẽ in nhiều hơn, in 100 con. Và mọi người thấy là tốc độ in của chiếc máy là thay đổi ha, và in nhanh lên này. Thì chiếc máy cuốn giấy này nó vẫn đáp ứng được. In. Sau khi em vừa chỉnh tốc độ quay của chiếc máy này với khoảng cỡ 1/3 với tốc độ của nó thôi, khoảng tầm là 6 in trên giây, trên 15 in thôi nha, chưa tới 6 in nữa, 5 in trên giây. Trong khi là tốc độ maximum của nó có thể quay được đó là 15 in trên giây, nên thành ra là khi mà mọi người in với tốc độ cao thì chiếc máy này nó vẫn có thể là đáp ứng cuốn không để bỏ qua cái giấy nào của mình nha. Đó, thì hiện tại là em đang in 100 con nhãn đây. Đây là con tem mọi người kích thước là 60-40 ha. Đó, mọi người có thể xem qua về cái khả năng cuốn và khả năng in của cái chiếc máy Zin 4012, chiếc máy cuốn giấy là Godet T10. Đây thì em vừa cuốn ra một cuốn giấy cho mọi người xem ha. Thì đây là khả năng cuốn của chiếc máy này này. Đó, mọi người thấy là nó cuốn rất là gọn gàng ha. Đó, rất là gọn gàng và cuốn giấy cũng rất là chặt ha. Đó, sau khi mình sử dụng mình có thể là mang đi đâu đó mình lột ra dán, mang xuống công xưởng hoặc là nhà máy lột ra dán rất là tiện lợi ha, mà để in chặt. Thì vừa rồi em đã tiến hành đó là đã thử cho mọi người xem về khả năng cuốn giấy của chiếc máy Godet T10 này. Thì nếu như mọi người có thắc mắc hoặc là mọi người cần tư vấn bất kỳ những cái thông tin về những chiếc máy cuốn giấy, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaomat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.